Rồi xu lụm bỏ lên đi. Nè. Nè. Nè lụm để lên đây mẹ cho. Xu bán cái gì đó? Xu bán măng cụt hả? Rồi. Em là cô gái bán măng cụt. Nữa hả con? Nữa hả? Nữa rồi nè. Đây, nè, nè, cầm đi. Con đi. Nữa hả? Cái này hái hồi sáng hôm qua vậy bác? Thứ tư anh làm tối.